Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 123. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Đức Jehovah ơi, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, vì chúng tôi quá chán sự khinh dễ. Linh hồn chúng tôi quá chán sự nhạo báng của kẻ ăn giật và sự khinh dễ của kẻ kiêu ngạo. Thơ của Giu-đe. Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giê-su Christ giữ gìn. Nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi. Kẻ chẳng tin kính, đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Dù anh em đã học những điều này rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ai Cập, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin. Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Lại như thành Sodom và Gomorrah cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng, làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Và khi chính mình thiên sứ trưởng Michel chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Xong những kẻ này thế điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình. Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am, và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Những kẻ đó là dấu vết trong đám tiệc anh em, nhưng người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì. Như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn nhược khô không có trái, hai lần chết trốc lên bực rễ, như sóng cuồng dưới biển sôi bọt ô uế của mình, như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng: này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Ấy đều là những kẻ hay lầm bầm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này
là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Và nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Chương 48. Về Moab, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khốn cho Nebo vì đã trở nên hoang vu, Kiriataim mang xấu hổ và bị bắt lấy, Midgab bị xô đổ và nhốt nha. Sự ngợi khen của Moab chẳng còn có nữa. Tại Hết-bôn, người ta mưu hại nó mà rằng: Hãy đến hủy diệt dân này, cho nó không được kể vào số các nước nữa. Hỡi Mát-men, ngươi cũng sẽ trở nên im lặng, Gươm sẽ đuổi theo ngươi. Có tiếng kêu la khởi từ Horonaim rằng: Sự hoang vu và hủy hoại lớn thay, Moab tan nát rồi, những con trẻ nó kêu la vang tiếng. Chúng nó sẽ lên dốc Luhit khóc lóc chẳng thôi, xuống dốc Horonaim nghe tiếng hủy hoại thảm sầu. Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình, như cây thạch thảo nơi đồng vắng, vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báo mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kemot cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù. Kẻ hủy diệt sẽ vào trong mọi thành, chẳng có thành nào thoát khỏi. Nơi trũng sẽ bị hủy hoại, đồng bằng bị phá tan như Đức Giê-hô-va đã phán. Hãy cho Moab những cánh, đặng nó bay đi trốn. Các thành nó sẽ nên hoang vu, chẳng còn ai ở. Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối giá. Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình. Moab từ lúc còn trẻ vốn yên lặng như rượu đứng cặn, chưa từ bình này rót qua bình khác. Nó cũng chẳng đi làm phu tù, nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này ngày đến, bây giờ ta sẽ sai đến cùng nó những kẻ đổ ra. Chúng nó sẽ đổ nó ra, làm trống bình nó đi và đập các bình ra từng mảnh. Moab sẽ bị xấu hổ bởi Kemot, cũng như nhà Israel đã bị xấu hổ bởi Bê-tên mình trông cậy. Làm sao các ngươi nói được rằng chúng ta là anh hùng, là người mạnh mẽ nơi chiến trận? Moab bị phá hoại, kẻ thù nghịch đi lên tiến vào các thành nó, kẻ giỏi nhất trong bọn trai trẻ nó bị giết. Đức vua danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sự tai hại của Moab đến gần, họa nó tới rất mau. Hỡi các ngươi là kẻ ở chung quanh nó, hãy than khóc nó. Hết thảy các ngươi là kẻ biết danh nó, khá nói rằng: Cái gậy cứng mạnh, cái gậy đẹp đẽ này đã gãy đi là giường nào. Hỡi con gái ở trong Dibon, hãy xuống khỏi ngôi vinh hiển mình, ngồi cách khô khát. Vì kẻ hủy diệt Moab lên nghịch cùng ngươi, phá đồn lũy ngươi. Hỡi dân cư Aroe, hãy đứng bên đường và ngó. Hãy hỏi đàn ông đi trốn và đàn bà thoát nạn rằng: Việc đã xảy ra làm sao? Moab bị xấu hổ, sức mạnh nó đã tan nát. Hãy than thở, cất tiếng kêu lên. Hãy rao trên bờ Arnon rằng: Moab bị phá hại. Sự đoán phạt đã đổ xuống trên xứ đồng bằng, trên Holon, Yasha, Mephat, Dibon, Nebo, Bet Niplathaim, Kiriataim, Bet Gamun, Bet Meon, Keriyot, Bokra và trên hết thảy các thành xứ Moab, nơi gần và xa. Đức Giê-hô-va phán: Sừng của Moab đã chặt rồi, cánh tay nó đã gãy.
hãy làm cho nó say sưa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Moab sẽ đắm mình trong sự mửa thổ, cũng làm cớ cho người ta chê cười. Ngươi há chẳng từng chê cười Israel sao? Vậy thì nó có bị bắt được trong vòng kẻ trộm chăng, mà hễ khi ngươi nói đến nó thì lắc đầu? Hỡi dân cư Moab, hãy lìa bỏ các thành, đi ở trong vần đá, khá như chim bọ câu làm ổ trên miệng vực sâu. Moab kiêu ngạo vô chừng, sự sất sượt, sự cậy mình, sự khoe khoang của lòng kiêu căng nó, chúng ta đều nghe cả. Đức Giê-hô-va phán: Ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích. Vậy nên ta khóc thương Moab vì cả dân sự Moab mà kêu la. Người ta than khóc cho dân kiệt Here. Hỡi cây nho Sipma, nhánh nhóc ngươi vượt qua biển, kịp tới biển Ya-e-se. Kẻ hủy diệt đã đến cướp lấy trái mùa hạ và mùa nho ngươi, nên ta vì ngươi khóc lóc hơn là vì Ya-e-se khóc lóc. Sự vui mừng hớn hở đã mất đi trong ruộng màu mỡ và đất Moab. Ta đã làm cho rượu cạn khô trong các bàn ép. Người ta chẳng reo vui mà đạp trái nho nữa. Sự reo vui của nó chẳng phải là reo vui. Tiếng than khóc từ Hết-bôn nghe thấu Ê-lê-a-lê cho đến Gia-hát, từ Xoa cho đến Hô-rô-na-im và đến Ê-lác-sê-li-xia. Vì các dòng nước ở Nim-rim cũng đều nên hoang vu. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cất khỏi Mô-áp kẻ dân tế lễ trên nơi cao và kẻ đốt hương cho các thần mình. Bởi vậy, lòng ta vì Mô-áp trỗi tiếng như ống sáo, lòng ta trỗi tiếng vì dân kiệt Here như ống sáo. Cho nên, sự dư dật nó đã thâu góp thì mất hết rồi. Đầu đều trọc hết, râu đều cắt hết, mọi tay đều bị dấu cắt, mọi lưng đều mang bao gai. Trên các nóc nhà Moab và trong các đường phố nó, rặc là những sự than khóc. Vì ta đã đập bể Moab như bình chẳng ai ưa thích, Đức Giê-hô-va phán vậy. Kìa, nó đã đổ nát giường nào, chúng nó than thở giường nào. Moab xây lưng lại cách hổ thẹn giường nào. Moab sẽ trở nên cớ nhạo cười và sợ hãi cho hết thảy người chung quanh. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, quân nghịch liện như chim ưng, xè cánh nghịch cùng Moab. Keriyot bị lấy, các đồn lũy bị choáng rồi. Ngày đó, lòng những người mạnh mẽ của Moab trở nên như lòng đàn bà, đau đẻ. Moab sẽ bị diệt, không thành một dân nữa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân Mô-áp, sự kinh hãi, hầm hố, bẫy giò đang lâm trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi sự kinh hãi sẽ xa trong hầm hố, kẻ nào lên khỏi hầm hố sẽ mắc phải bẫy giò. Vì ta sẽ khiến năm thâm phạt đến trên Mô-áp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Kẻ trốn tránh kiệt sức rồi thì núp dưới bóng Hết-bôn, vì có lửa phát ra từ Hết-bôn, ngọn lửa từ giữa Si-hôn thiêu nuốt góc Mô-áp và sọ của con kẻ hỗn hào. Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi, dân Kê-mốt mất rồi, các con trai và con gái ngươi đã bị bắt đi làm phu tù. Nhưng đến những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù Mô-áp trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời xét đoán về Moab đến đó mà thôi. Chương 49. Về con cái Ammon, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Israel há chẳng có con trai sao? Há chẳng có con kế tự sao? Vì sao Minh-côm được lấy đất Gác làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gác? Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm cho tiếng kêu về giặc giả vang ra nghịch cùng Ráp Bát, tức thành của con cái Ammon. Nó sẽ trở nên một đống đổ nát. Các con gái nó sẽ bị lửa đốt cháy,
Bây giờ Israel sẽ chiếm lấy những kẻ đã chiếm lấy mình. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Hết-bôn, hãy than khóc vì A-hi đã bị cướp phá. Hỡi con gái Ráp-bác, hãy kêu la, hãy mang bao gai, chạy đi chạy lại giữa các hàng rào mà than khóc. Vì Min-côm sẽ đi làm phu tù cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình. Hỡi con gái bội nghịch kia, sao khoe mình về các nơi trũng ngươi, về nơi trũng màu mỡ ngươi? Ngươi tin cậy ở của báo mình và nói rằng, ai đến được cùng ta? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta sẽ khiến sự kinh hãi từ mọi nơi chung quanh ngươi đến cùng ngươi. Mỗi người trong các ngươi sẽ bị đuổi và chạy thẳng, chẳng ai sẽ thâu nhóm những người đi trốn. Nhưng về sau, ta sẽ đem các con cái Amôn bị phu tù trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Về Ê-đôm, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Trong Thê-mang, há không còn có sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao? Hỡi dân cư Đê-đan, hãy trốn, xây lưng lại, đi ở trong các chỗ sâu, vì ta sẽ khiến tai vạ của Ê-sau đến trên nó, là kỳ ta sẽ thăm phạt nó. Kẻ hái nho đến nhà ngươi, há chẳng để sót lại một ít sao? Kẻ trộm ban đêm, há chẳng hủy hoại cho đến mình có đủ sao? Nhưng ta đã bóc lột hết Ê-sau, làm cho chỗ kín nó lõa lồ ra, không thể giấu mình được. Con cháu, anh em, kẻ lân cận nó đều bị diệt, và chính mình nó không còn. Hãy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi, chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó. Các kẻ quá bụa của ngươi khá trông cậy ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, những kẻ vốn không phải uống chén này chắc sẽ uống lấy, và ngươi há khỏi hình phạt được hết sao? Ngươi sẽ không khỏi hình phạt, nhưng chắc sẽ uống chén ấy. Đức Giê-hô-va phán, vì ta đã chỉ chính mình ta mà thề, Bốt-ra sẽ nên gỡ lạ và sỉ nhục, bị phá tán và rủa sả. Các thành nó sẽ trở nên gò đống đời đời. Này là tin mà Đức Giê-hô-va cho ta nghe, và có một sứ giả được sai đến giữa các nước. Hãy nhóm lại đi đánh nó, hãy đứng dậy mà chiến đấu. Vì này, ta đã làm ngươi nên nhỏ mọn giữa các nước và bị khinh dễ giữa người ta. Hỡi ngươi ở trong bọng đá lớn, choáng trên đỉnh núi kia, cho mình là đáng sợ. Lòng kiêu ngạo đã dối trá ngươi. Dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng làm cho ngươi từ đó rớt xuống. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ nên gỡ lạ, mọi người đi qua sẽ lấy làm lạ, thấy tai vạ của nó thì đều sỉ báng. Ấy sẽ giống như sự hủy hoại của Sodom, Gomorrah và các thành lân cận. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, chẳng có một con người kiều ngụ tại đó. Này, nó như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình, ta sẽ làm cho Ê-đôm trốn khỏi, và ta sẽ lập người mà ta đã chọn để cai trị nó. Vì ai giống như ta, ai sẽ định kỳ cho ta, có kẻ chăng nào sẽ đứng trước mặt ta. Vậy, hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã định nghịch cùng Ê-đôm, và ý định Ngài đã lập nghịch cùng dân cư Thê-mang. Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, nơi ở chúng nó sẽ bị làm hoang vu. Nghe tiếng chúng nó đổ xuống, đất đều chuyển động, tiếng kêu của chúng nó nghe thấu đến biển đỏ. Này, kẻ thù bay như chim ưng, liệng và xè cánh nghịch cùng Bốt-ra. Ngày đó, lòng anh hùng Ê-đôm trở nên như lòng người đàn bà sinh đẻ. Về Đa-mách, Ha-mát và Ạc-bát đều bị hổ thẹn vì chúng nó nghe tin xấu mà tan chảy. Biển đang đau đớn không yên lặng được. Đa-mách đã trở nên yếu đuối, xây lại đi trốn. Sự run rẩy đã bắt lấy nó,
sự buồn rầu đau đớn cầm lấy nó như đàn bà sinh đẻ. Vậy, người ta sao chẳng bỏ thành có tiếng khen là thành làm sự vui vẻ cho ta? Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Bởi vậy, trong ngày đó, những kẻ trai trẻ nó sẽ ngã trong các đường phố nó. Mọi lính chiến sẽ phải nín lặng. Ta sẽ đốt lửa nơi tường thành Đa-mách. Nó sẽ thiêu hủy các cung điện bên Ha-đát. Về Kê-đa và các nước ở Hát-so mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã đánh, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy đứng dậy đi đánh Kê-đa và phá diệt các con cái phương đông. Chúng nó sẽ cất lấy trại và bày vật chúng nó, cướp lấy màn chán, đồ lề và lạc đà, mà kêu lên cùng chúng nó rằng: Sự kinh hãi bao bọc các ngươi tư bề. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân cư Hát-so, hãy thoát mình, hãy lánh đi xa, hãy ở trong chỗ sâu, vì Nebuchadnezzar vua Babylon đã toan mưu nghịch cùng các ngươi, định ý làm hại các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hãy đứng dậy, đi đánh dân ở yên ổn không lo lắng gì. Dân ấy không có cửa đóng, không có then chốt và cũng ở một mình. Những lạc đà nó sẽ làm của cướp, bầy vật đông đúc nó sẽ làm mồi. Ta sẽ làm cho những kẻ cạo râu chung quanh tan lạc khắp bốn phương. Ta sẽ khiến tai vạ từ mọi nơi đến trên chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hát-so sẽ trở nên hang chó đồng, làm nơi hoang vu đời đời. Chẳng ai ở đó nữa, chẳng có một con người nào trú ngụ đó. Lúc Sê-đê-kia vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam, là sức mạnh thứ nhất của nó. Ta sẽ khiến bốn gió từ bốn phương trời thổi đến nghịch cùng Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó. Chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Ê-lam chẳng đến. Ta sẽ làm cho người Ê-lam kinh hãi trước mặt kẻ thù nghịch và kẻ đòi mạng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến sự tai hại, tức thạnh nộ phừng phừng của ta đổ xuống trên chúng nó và sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam, vua và các quan trưởng nó, ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.